Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu luyện ngón chùm liên sáo nha. Nhưng mà đánh nó hơi khó chịu một tí. Tức là chúng ta có cái dịch ngược cái ngón tay của bạn về phía trước để chạy cái câu nó hơi trái khoáy một tí. Nhưng mà cái cách này nó sẽ mở rộng cái phạm vi gọi là cái độ linh hoạt của cái tay của bạn nhiều hơn ha. Thì cái âm giai nó là la thứ thôi các bạn, bình thường. Các nốt nó hoàn toàn tự nhiên ha. Và đặc biệt trong cái phần tab vì sau này thì mình có sẽ soạn lại, tiếp tục soạn lại phần tab, tức là hướng dẫn chi tiết từng cái ngón bấm ở trên cái đàn này, thì các bạn download nó về ha. Thì hãy xem cái video này gần cuối thì mình sẽ có cái password, cái password nằm trong video luôn. Các bạn xem xong á thì các bạn bấm vô cái link download, thì bạn download về và dùng password để giải nén. Dạ, yeah. Thì các bạn hãy nghĩ rằng là đây là cái cách mà chúng ta hỗ trợ nhau một tí. Tức là các bạn có thể xem video của mình một cách trọn vẹn hơn. Và khi download tab về thì các bạn dễ nén giao và sử dụng hoàn toàn miễn phí mà. Đúng không? Không tốn phí gì cả. Thì hãy hỗ trợ bằng cách like, share, comment nếu bạn thấy hữu ích nha. Thì cái câu này nó bắt đầu như sau. Chùm liên sáo nha bạn. 1, 2, 4, 5, 6 13, 12, 10, 13 của dây 2, 10, 12, câu đầu ha. Rồi, các bạn đánh lại dây 13, sau đó các bạn phải dàn cái tay ngược xuống tới dây 8, ngăn 8 của dây 2. Rồi, mình đánh chậm lại câu đầu nha các bạn. Các bạn đang đánh đây xong các bạn phải dán ngón xa về phía đây các bạn đánh ha. Lại nha các bạn. Nếu các bạn không theo kịp hãy xem kỹ video chậm và chúng ta mở tab lên chúng ta coi là chúng ta có thể suy ra được thế tay mình thôi nha. Câu đầu gì ha. Đó. Thì tiếp theo cái câu tiếp theo là chúng ta cứ đi xuống bằng cách chúng ta có 12, 18 cái quãng này các bạn thấy phải dịch chuyển hơi nhiều xuống cái nốt pha ngàn ngàn sáu ở đây ha. Ngàn sáu nè, ngàn tám và ngàn mười ha. Chúng ta có nè, lại nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta di chuyển xuống dưới là chúng ta nghe cái 10 nè, 8, 7, tương tự ha. Tức là chúng ta có ngăn 5 nè, 6 nè, và 8 ha. Hoàn toàn tay phải, anh ta đã biết kinh như hết các bạn. Phim xuống, phim lên, phim xuống, phim lên ha. Rồi cái câu cuối cùng thì chúng ta dịch chuyển xuống ngay ngang 8 nha. Nó cuối thì bạn quay về nghe mi thôi, không gì hết. Chúng ta 8, 7, 5. Và chúng ta xuống dưới này cũng là 6, 5, 3. Kết thúc ngay mi thôi, cũng khá đơn giản ha. Mình đánh câu này từ đầu đến cuối ha, chậm nha bạn. Các bạn nhớ download tab về xem kỹ, xem chậm lại thì các bạn thấy sắp xếp thế tay để mình tập theo được ha. Đơn giản như vậy thôi. Thì từ đây các bạn có thể điều chỉnh một tí.
tức là mình đang đánh ở cái là lá thứ tự nhiên. Bây giờ các bạn muốn nó thăng lên, pha thăng chẳng hạn, thì ngay chỗ này chúng ta phải coi các điểm pha thăng ở chỗ nào chúng ta thay đổi. Ví dụ các bạn bắt đầu bằng nốt 13 là nốt mi là nốt pha đúng không? Giờ pha thăng thì mới đánh lên 14, và chúng ta sẽ đánh theo cái âm dài mi thứ thử ha. Ngay nốt mi đây các bạn thấy khác liền thấy không? Thấy chưa? Thì cái thế tay bạn lúc đó các bạn bấm phải dàn tới dàn lùi nó kiểu khác nữa, hoặc là chúng ta đánh xuống rê thứ, tức là có một dáng ngay trên C chẳng hạn, nó C ở đây dáng nè, nó C ở đây dáng, chúng ta để ý để chúng ta có thể đánh được. Ví dụ đó, thì với cái cách tập này nó sẽ mở rộng cái ngón của bạn ra, chúng ta linh hoạt hơn nhé. Thì các bạn hãy like, share, comment để ủng hộ clip, và nếu bạn nào có nhu cầu mua đàn có thể ủng hộ thương hiệu Amigo ha. Hiện tại đàn guitar thùng đều đang được khuyến mãi rất là nhiều, cho đến ngày 30 tháng 4 thì tặng kèm cái chân đế đàn nè, rồi tặng bao da, giảm giá đủ thứ cả. Các bạn hãy xem tại cái link trong phần mô tả của video hoặc là cái comment đầu tiên nhé, và hãy nhớ download tab xem cái password ở trên cái clip này, và chúng ta hẹn gặp nhau trong những clip tiếp theo. Xin chào.